Xin chào các bạn, tên mình là Vũ Văn Hội, mình là giảng viên Diện Trần. Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2017, chỗ mình đang ngồi đây là 145 Trích Xài bên bờ Hồ Tây xinh đẹp đây. Và hôm nay mình rất là vinh dự lại được ngồi tiếp chuyện cùng giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, nhà phát minh phương pháp Diện Trần. Thế thì qua cái quãng thời gian vừa rồi, qua theo dõi Facebook rồi, qua từ chia sẻ những người học viên của mình và những cái người mà mới tiếp cận đến Diện Trần ấy, thì mình nghe được một cái câu hỏi mà được lặp đi lặp lại là thế thì em mới học Diện Trần, em chưa biết gì mà em bấm huyệt ấy, thế em bấm nhầm huyệt thì có sao không thầy? Rồi lại có những cái câu hỏi là thầy ơi phác đồ này thế nào, phác đồ kia thế nào, tức là những cái câu hỏi xoay quanh về xác định huyệt này, câu hỏi xoay quanh về phác đồ là những câu hỏi nhiều nhất. Thế thì nhân cơ may này, mình rất được vui mừng là được thầy Châu là đồng ý thầy sẽ trả lời cho mình những cái vướng mắc này. Thế thì video này mình sẽ xoay quanh cái chủ đề là về việc và về phác đồ nhé các bạn nhé. Vâng ạ, con kính chào thầy ạ. Vâng ạ. Thì hôm nay với những cái thắc mắc của các bạn của con như vậy thì con sẽ được hỏi thầy là với những cái huyệt của Diện Trần ấy thì nếu mà mình xác định sai thì có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng ạ, mời thầy ạ. Cái đó là những cái đây chuyện mấy chục năm rồi, người ta rất sợ Diện Trần là vì thấy trên mặt á nó mấy trăm huyệt, người ta tưởng tượng ra nếu mà sai một cái là tiêu, cho người ta không dám học, nhiều khi không dám học luôn. Thấy đã sợ rồi, vì nếu bị nó chiếm nhà quá. Thực sự là vì mình không làm kim là một cái điều đỡ lo. Thứ hai nữa là lợi dụng quay giò đó, thì mình có nguyên tắc khi mình đi học á là chỗ nào đau á, đau nhiều á, bất thường ấy thì mới mình chọn cái đó. Xin nguyện, nhưng mà có khi cái việc mình chọn nó cũng trúng cái việc mà có trình hình đó. Còn cái mà nó không đau thì thôi bỏ qua đi. Thì mình nhờ quay dò đó mình xác định dễ trúng việc lắm. Chứ còn nếu mà không có quay dò mình cũng không biết tìm nó đâu. Việc thứ hai nữa là vấn đề nếu mà bạn làm trận đó, thì nếu bạn là người theo dõi kỹ và nếu trận nó không kết quả đừng bỏ qua đi. Vì cái Diện Trần nó có cái đặc biệt là nếu trúng ngay kết quả nó đến lẹ lắm để mình biết là trúng hoặc trật. Trật thì như bỏ qua mình đâu có làm nữa. Còn nếu nó có một cái error gì nó có thể nó bất lợi mình phải đi. Ví dụ người ta tiêm mà mình thấy mệt tiêm hơn là mình bỏ đó mình đi làm khác. Còn huyết áp cũng như thế. Thì trước tiên là nếu mà mấy bạn muốn theo nghề này thì phải sắm cũng phải có huyết áp để được đo huyết áp. Còn nếu mà khá nữa thì có đồ đo đường. Đó chứ không phải mình không có cái gì để mà mình kiểm tra được. Những cái vấn đề tưởng tượng nó sợ quá. Thứ hai nữa là Diện Trần hiện nay không phải chỉ ở cái mặt không. Nếu mấy bạn chú ý tối ngày cứ lo phát đồ cái gì cũng được, phát đồ 52 cái bản mà 52 54 phát đồ gì đó, cái đó là làm lâu cách đây mấy chục năm không phải là nó sai. Vì đó cũng thầy làm ra rồi, sau có học trò, những học trò giỏi cũng là làm bổ sung thêm. Thì lúc đó cũng có thầy là Chánh, rồi có Tạm Minh, có Phan Sư Nguyên này kia. Tất cả những cái đó là nó là giống như mình hồi xưa đó, mình đi xe đạp, sau đi không ra, bây giờ mình khá là mình đi xe hơi, rồi mình lại đi máy bay. Thì những cái phát đồ đó thì giống như mình đi xe không ra vậy nè, thì nó cũng trợ giúp cho mình đi, không phải nó sai nhưng mà có điều tiết, bây giờ có xe hơi tại sao mình đi xe hơi, có máy bay tại sao không đi máy bay, xe hơi là bây giờ giống như quyền công nó giống như đi máy bay vậy. Thì không thể nói là quyền công phải là Diện Trần được. Cái Diện Trần là một cái loại rất đặc biệt mà nó nằm trong cái phương pháp Diện Trần. Thứ hai nữa, nếu mà mình làm quyền không á, phát đồ không thì có nghĩa là mình chỉ làm ở mặt mà thôi. Trong khi có thể đưa ra cái đồng ứng phản chiếu khắp cơ thể mình, thậm chí tới từng ngón tay, từng ngón chân, nghĩa là ra sau lưng, là lỗ tai, trên da đầu thì lại không khai thác. Nếu mấy bạn mà chỉ học Diện Trần mà chỉ bám phát đồ không á thì lộ thiếu sót, coi như mình làm chỉ cái mặt không. Cái đầu cũng bỏ, lỗ tai cũng bỏ, cái ngón tay rất hay. Mà thầy hồi xưa đó, thầy sư với thầy làm triển khai ra khắp châu thân á. Vì thầy thấy là cái mặt chỉ chiếm khoảng 60%. Còn lại thì mình phải nhờ mấy nơi khác, thí dụ mình làm cái mặt cũng được. Thì mình sẽ làm ở ngón tay này theo đồng ứng đó. Rồi hoặc là lỗ tai, hoặc là cái đầu, hoặc là sau lưng, thì những bệnh mạng tính thường làm sau lưng người hay. Rồi khi xuống bằng chân, ngón chân rất là hay. Nhưng mấy bạn thường có thói quen gì giống miệng liền mà. Để phát đồ này tiêm viêm, phát đồ này là làm mát, phát đồ là làm bổ ống huyết, phát đồ kia làm ấm, phát đồ thanh khí, giãn khí, hay là tiêm viêm vô độc, hay là giải độc gì đó. Thì mấy bạn thấy là dễ quá, chơi vô đó là chắc ăn, yên tâm. Thì cái này là không có vận động
vận dụng một cái linh hoạt của diễn dẫn. Diễn dẫn bản chất nó là linh hoạt và chữ tùy, có nghĩa là làm cái này cũng được thì làm kia. Còn nếu các bạn học mà gọi là đúng bài bản mà như đông y thì phải mất mấy năm. Còn cái này thầy đưa ra chủ trương là biến bệnh nhân thành thầy thuốc, có nghĩa là giảm đau là một, biến bệnh thông thường gia đình là hai. Những người có thiếu thì phải chịu khó đọc lên mạng, lên Google mua sách thêm về lý luận đông y, cái đó là tính sau. Còn trước mắt làm cho người ta đỡ bệnh cái đã. Còn cái chuyện giải thích mà kiểu đó là phải học mấy năm trời thì cái đó nếu mấy bạn muốn thì mấy bạn ghi tên vô trường đại học y khoa thì thành lương y bác sĩ luôn. Còn đây là thầy nhằm giải quyết những cái đau tập thờ hoặc là những cái bệnh thông thường gia đình. Tuy là nó thông thường nhưng trên thực tế thì thấy mấy học trò thầy giờ chữa những bệnh nó không phải thông thường nữa. Nhưng mà cái đó là đoạn sau thầy sẽ nói, nên sau khi học xong những lớp căn bản của thầy lớp nâng cao thì chúng ta nên đọc những sách gì. Chứ không phải là diễn dẫn có bao nhiêu đó là hết. Diễn dẫn rất là bao la. Và nói tóm lại bây giờ mấy bạn cũng đừng sợ mấy lộn việc. Vì nếu mà thấy không kết quả hoặc nó có phản ứng bất lợi thì mình đã đổi sang chuyện khác. Rồi mình có học thì thầy sẽ chỉ cách giải cứu như thế nào, thí dụ gạch mặt sao dùng phản chiếu hay là những cái vô chiêu, nói chung nhiều cái lắm. Thì các bạn nên yên tâm. Thưa thầy, như vậy thì ban đầu ấy, khi mà mình dò huyệt ấy, mình ưu tiên những cái chỗ điểm đau, điểm khác thường trên mặt, trên huyệt, thứ nhất là sinh huyệt, thì bạn sẽ không sợ nhầm, cứ thấy cái điểm khác thường bạn ấn, bạn day vào đó là chuẩn xác. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình bấm theo những cái huyệt cố định ấy, mà mình bấm nhầm thì nó cũng không sao cả, dù có tác động vào bất kỳ chỗ nào trong cơ thể nó cũng theo thuyết nước chảy về chỗ trũng, đúng không? Cơ chế tự điều chỉnh của cơ thể tác động vào bất kỳ chỗ nào thì nó cũng truyền thông tin về chỗ đau, nó sẽ giúp cho mình ổn định hơn. Và cái nữa là khi mà mình đã học rồi, cái sang cái câu hỏi thứ hai là phác đồ có còn quan trọng hay không, thì theo như thầy nói là phác đồ ấy thì nó vẫn có ý nghĩa riêng của nó, nhưng mà sau này khi mà diễn trần phát triển lên rồi ấy, thì phác đồ không còn chiếm tỷ trọng nó quá nhiều nữa. Mà bây giờ ấy, phác đồ là chủ yếu tập trung trên mặt. Mà bây giờ diễn trần đã phát triển ra toàn thân rồi, thế thì mình cứ theo 8 nguyên tắc tác động, mình cứ đau đâu mình sử dụng các dụng cụ đánh chỗ đó, rồi nâng cận, rồi đối xứng, giao thoa chéo, thì nó sẽ có hiệu quả là giảm đau tức thì, đúng không ạ? Đúng. Đấy, và cái yêu cầu đơn giản tối thiểu của người diễn trần là giảm đau đã là rất là hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Và làm bớt bệnh là đã cực kỳ hạnh phúc rồi. Thế nên các bạn cứ yên tâm và học những cái điều đơn giản nhất, làm những cái đơn giản nhất của diễn trần. Và thưa thầy, cũng nhân dịp này con cũng muốn hỏi thầy là thế thì sau khi mình đã học xong diễn trần rồi thì cái người làm diễn trần ấy cần phải trang bị thêm những kiến thức gì nữa để mình có một cái con đường xuyên suốt và mình có thể mà phát triển lên cái tầm cao mới trên cái con đường diễn trần này? Bây giờ tất nhiên là mình học 2 tháng thì làm sao đủ được. Người ta học bác sĩ hơn 10 năm, đông y cũng vậy. Cho nên nói cái này thầy đã nói trước rồi là ở trong lớp thì nói rằng chủ yếu là nếu mà bạn chữa được bệnh thông thường, làm giảm đau, tiêu viêm thì đó có mụn có nhọt thì nó làm được thì đã quý rồi, nhưng mà không phải tới đó là dừng. Không phải tới đó là dừng, mình phải đọc thêm sách về đông y, về tây, về kinh tế học, về tầng kinh học, cái đoạn sau. Nhưng mà các bạn phải học xong cái lớp cơ bản và nâng cao cái đã. Tại vì nếu các bạn học xong 2 lớp này bạn thấy vững tin lắm. Chứ bạn bây giờ một lúc đưa học chưa xong cái này đã lại, hoặc là mới học xong là chạy đi học cái khác. Thì cái này nó chưa vững lên học cái khác thì tây nó có một câu là hồ đá làm mãi không đông rêu, làm mãi không đông rêu. Tại vì bạn học cũng chỉ học không phải là đọc. Học mà nói học một phương pháp gì, học mà học gì có 2 tháng hai tháng sau là sao được. Bạn nên hiểu. Nhưng mà 2 tháng so với diện chẩn mà nếu bạn học 2 tháng tức là lên nâng cao xong thì các bạn nói thật cũng chữa nhiều bệnh mà các bạn cũng hơi bất ngờ. Mà nên nhớ rằng diện chẩn nó có cái rất lạ. Thí dụ như bạn làm đúng cái thì đây là học sinh lên toán có người báo cáo. Cái bạn bị đau đầu gối 60 năm. Mời cô kia cô dùng một cái răng xương cá, lớn đó. Cô chỉ đẩy cái mặt trong của cái đầu gối này nè, bên cạnh bên trong là chỉ có 5 phút. Không tới 5 phút nữa. Đành hết. Người ta báo cáo nhiều, rất nhiều những bệnh kinh niên mà chữa nếu đúng một cái nó hết một cái, người ta không tưởng tượng là nó như thế. Diễn dẫn là như thế này. Chứ không phải là nó hết từ từ giống như uống thuốc, nó lâu lâu có phải uống thuốc mấy trăm thang, nó không có vậy. Vì diễn dẫn dựa trên cơ chế phản xạ. Cái tên mà thầy đặt tên cho diễn dẫn là nguyên tri remixology, tức là phản xạ học đa hệ đa chiều. Bản chất của diễn dẫn là phản xạ, phản xạ theo cơ chế tự điều chỉnh, chứ nó không phải là kinh lạc như của đông y của Trung Quốc, hay là nó không phải thuốc như là thuốc đông y hoặc là thuốc như thuốc tây là giải phẫu. Thì trong cái diễn dẫn thứ nhất là không dùng thuốc,
thứ hai là không giải phẫu, vâng. Nhưng mà vẫn chữa được, như gì là ví dụ làm tiêu sỏi mật nè, làm tiêu sỏi thận nè, vâng. Và chữa được bệnh bao tử này, mình đáp. Nói chung mà bạn là học lâu thì biết cái chuyện đó thì nó thật, hoặc các bạn lên mạng mà xem những cái báo cáo, vâng. Có, nhưng mà không phải nói để là diễn chẩn cái bệnh gì cũng chữa được, vâng. Thì có lúc thì nó cũng hay là chữa không được bệnh, bây giờ người ta nói đùa thì nói đùa, bên cạnh nhà thương có nhà gì là nhà xác. Có nghĩa ngay cả bác sĩ nhưng mình hiện đại nhất thì có khi chữa không được cũng mới chết, người ta người bệnh nhân chết thôi. Thế thì làm sao mình nói bệnh gì cũng chữa được khỏi? Cho nên cái ông nào, ông học trò nào mà ông nói là ôi bệnh gì tôi chữa không được hết, là ông nói nó bậy. Có học chú nào mà không được nói như thế thì nó không hay. Nhưng mình nên nói rằng là cái nào cũng có giới hạn thôi. Và thầy cũng khuyên là người nào thì đâu tốt nghiệp nên chọn cái ngành gì mà mình cảm thấy có khiếu, bệnh gì đó mình đào thiệt sâu. Và học cái căn bản xong phải đọc tới luôn mấy giáo trình của thầy, đọc tới luôn rất nhiều lần. Và đọc thêm những sách như thầy nói, sách đông y, sách tây y, cơ thể học, thần kinh học đủ thứ, để mình trang bị cho kiến thức nếu mình muốn theo cái ngành này, muốn theo ngành này. Như vậy là đối với người học viên sau khi đã học xong điện chẩn thì các bạn cần phải đọc kỹ lại những cái kiến thức mà đã được học trong khóa căn bản, những kiến thức đã được học trong khóa nâng cao nếu các bạn được học nâng cao. Thì trong diện chẩn chỉ có mấy quyển sách thôi, đọc đi đọc lại, đọc học khác với cả đọc, phải đọc đi đọc lại rồi các bạn vào thực tế, các bạn thực hành rồi thì khi đó thì mình sẽ tự qua quá trình mình làm việc ấy, mình sẽ thêm được kiến thức, thêm được sự trải nghiệm. Và nếu mà các bạn mà chưa học, chưa đọc kỹ được, chưa thực hành được ấy, thì lúc đó đừng đi vội mà học những cái môn trường phái khác. Tại vì khi mà các bạn đang nấu một nồi cơm mà nó còn đang dở, nó đang sống, bạn ăn vào miếng cơm, bạn thấy ô cái này sống quá chưa được, tôi lại sẽ đi nấu nồi cơm khác, thế thì chẳng bao giờ nấu được một nồi cơm chín mà ăn ngon cả, đúng không ạ? Thế thì học cái gì phải học cho nó chín rồi mới sang học cái khác. Và những người học xong diện chẩn thì các bạn sẽ cần trang bị kiến thức như thế nào, như thầy vừa nói rồi, các bạn cần những kiến thức căn bản về y học, ví dụ giải phẫu học này, sinh lý học này, bệnh học này, đúng những rồi. Cái kiến thức căn bản nhé, kiến thức căn bản thôi chứ không cần chuyên sâu. Mình chỉ cần cái căn bản, mình hiểu về cơ bản về cơ thể học và hoạt động của cơ thể học để mình làm gì, mình phục trợ vụ cho diễn trận, chứ không phải là mình học họ là mình lại đắm chìm cho họ, đúng không ạ? Về mình đem những kiến thức căn bản của y học mình phục vụ cho diễn trận để nâng cao cái trình độ diễn trận của mình lên, rồi sau đó mình lại tiếp tục lại nghiền ngẫm lại các kiến thức của diễn trận. Như vậy là các bạn sẽ đi đúng đường và các bạn sẽ trở thành một người làm diễn trận giỏi. Nhưng mà nói con cái này, trước mắt là phải đọc những sách kinh điển của thầy. Thí dụ sách màu cam mà sách màu cam diễn trận điều khiển liệu pháp, được có lý trước, được có việc đạo luôn đó. Nội học như đủ mệt này. Rồi thứ hai là cái cuốn trưởng tập đồ hình. Mà xanh chữa bệnh có nhân nhân người lượng bài học ấy. Cuốn trưởng tập đồ hình nó mỏng có nhân người lượng ấy. Vấn đề là cuốn diễn trận điều khiển liệu pháp và xóa bỏ Việt Nam. Đúng là chương thì cuốn thứ ba mới là cuốn bây giờ nó có vừa đồng ứng vừa chữa bệnh một người đồng ứng và phản chiếu thứ ba. Bên cạnh nó có cuốn cẩm nang một đó, cộng là một là những căn bản của thầy, còn những cái ví dụ như chìa khóa dạng năng là sách trăm bệnh, những cái kinh nghiệm của mấy học trò thì là tính sao cái đó là giống như miệng liền á, tức là có sẵn bạn làm mà bán quyết bạn dùng nhé. Trong khi thầy dạy lớp nâng cao là dạy về những nguyên lý ở trong hiện trạng, những lý thuyết, tư liệu lý thuyết đó, bất thống điểm thế nào, giao thoa thế nào, phản chiếu thế nào, đồng ứng thế nào, thì cũng phải được học như thế. Vì lớp trên á, lớp cấp cao thì còn nhiều nguyên lý nhiều hơn. Chứ không còn phản đồ nữa, ví dụ không cần phản đồ cũng được, không sao. Chứ bệnh bây giờ nó lên cái chỗ này như này, không cần, chỉ cần xin nguyện, mà có khi cần mất tống điểm nữa. Vận dụng nguyên lý tự nhiên nguyên lượng với lại nước trẻ chưa trụng. Bây giờ chữa bất kỳ nơi nào trên cơ thể, nếu bạn tìm ra xin nguyện, bạn có thể chữa được nhiều khi một hai nguyện là đủ. Không cần phải mấy chục nguyện một phát đồ. Và cũng không cần nhớ lý luận đông y là cái gì, bởi vì chúng ta sẽ bị kẹt. Mà bây giờ tư tưởng thầy là thoát trung. Không phải là bài trung mà là thoát trung. Để chi? Để xây dựng một nền y học độc lập. Tức là cái này riêng đặc biệt của Việt Nam. Và chúng ta sẽ theo chủ trương của thầy đó, và từ nhỏ thầy đã có ý hướng là chúng ta sẽ đi phát triển nền thế giới em. Chứ không phải chúng ta giới thiệu cái sản phẩm độc đáo của người Việt, đặc biệt người Việt ra thế giới. Chúng ta đừng có mặc cảm tiền tiên quá, nó trời người ta hay quá, nước người ta lớn quá, mình không lo học. Nước mình là cái gì? Nhưng mà các bạn nên nhớ, bây giờ thầy triển khai phương pháp này khoảng 50 nước trên thế giới rồi. Và hàng năm thì đi Pháp 2 lần, đi các nước khác, là bây giờ đi Nhật Bổn cũng 11 năm rồi. Tức là những nước đó, bên Đức, bên Pháp, bên Nhật Bổn, bên Tây Ban Nha, những nước thường xuyên đi đó. Và kể cả bây giờ nó đang rộng tới Nam Mỹ nữa.
cho nên không thể nói rằng là cái sản phẩm đặc biệt Việt Nam không được ưa chuộng. Mà trái lại bây giờ nó đưa hết hàng. Là thứ nhất là nó không dùng thuốc. Thứ hai không dùng kim. Thứ ba có một cái mà đôi khi mình cũng quên nhắc, đó là dụng cụ. Trên thế giới hiện nay không có một trường phái y học nào mà xin dụng cụ thay cho thuốc men. Thứ hai là thầy đã dạy những lớp mà thầy dạy trực tiếp, thầy nói rằng chúng ta nên dùng những dụng cụ thay cho phác đồ. Một cái những cái dụng cụ nhất nhưng chỉ là nó thiệt, nó rút ngắn cái chữa bệnh lên ngắn nhanh lắm. Nhưng bây giờ có anh gọi là Quỳnh, đặt tên Quỳnh sát thủ đó, anh là ở Quảng Ninh, anh làm một cái nha, coi một việc anh ấn thì nó có hơi đau một chút, giống như mình chích thuốc thôi. Nhưng mà nó rút ngắn khỏi bắt đầu về lên xe mà nó nhanh cực kỳ, hiệu quả rất là cao, có khi chưa tới phút. Tất nhiên có những bệnh nhiều hơn nhưng mà có khi những cái ngắn thì chưa tới phút. Thì những cái đó chúng ta phải quan tâm để chúng ta nghiên cứu, chứ không phải chúng ta cái gì cũng phát đồ là chỉ trên mặt và dùng có cái quay giò thôi. Còn lần này á, mình lăn cũng hết bệnh, lăn dương lăn âm thì thầy chia ra có âm có dương cái gì vậy. Rồi người nào coi thử coi mình thích cái dụng cụ gì. Ví dụ bây giờ nói làm cho tóc dài thì chỉ cái lược tiên hoặc là cái con bọ lõm hay gì đó, nó cũng là chống rụng tóc, hay là làm cho tóc nó đen, tóc nó dài, hay là những cái làm cho giảm mỡ, làm béo thì nói chung bây giờ rất nhiều thứ. Chúng ta nên quan tâm đến dụng cụ, chứ để thay cho cái phác đồ những cái việc chi chít trên mặt đó thì chúng ta nắm được cái thế mạnh của diện trận. Ngoài ra có cái mà nếu cộng là cũng quên nhắc, đó là tâm ngôn. Tâm ngôn là 1/3, nếu không nói là nền tảng, tâm như cái công với tâm ngôn là nền tảng để chúng ta muốn đi sâu, đi xa, đi cao hơn. Vì cái đó là những cái đặc thù của cái diện trận điều kiện pháp. Nếu không thì chúng ta sẽ nó gần giống như mấy con cá thôi, không có gì đặc biệt. Còn đây là thầy muốn tạo một sản phẩm y học đặc biệt rạch ròi Việt Nam để đi dạy thế giới, phải nói là đi phổ biến là thế giới. Thì tại sao người ta phổ biến mình dạy của ta? Bây giờ mình không có dám tự tin để phổ biến ra thế giới mà thầy đã làm tới 37 năm rồi, sắp 38 năm rồi và không có ai phản đối cả. Thì nhiều phái đoàn ở ngoại quốc đã đi về, cách một năm đi về lần Ý, rồi Pháp, rồi Tây Ban Nha đã đi nhiều lần. Ai ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh biết được thì đó là sự thật. Thì nếu nó dở thì chắc chắn người ta không về đi học làm cái gì đó thật sự. Nên lưu ý điểm đó. Và nhớ thầy nhắc lại tâm ngôn rất quan trọng. Thì có vài khoảng cuối năm nay thầy sẽ xuất bản tâm ngôn. Thì trong giáo trình nó có tâm ngôn. Tâm ngôn là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong cái diện trận điều kiện pháp. Như vậy là cái phác đồ ấy các bạn ạ, ban đầu thì bạn có thể sử dụng, nhưng sau dần ấy, thầy Châu đã chế ra một hệ thống các dụng cụ diễn trần, bây giờ khoảng hơn 130 món và có những dụng cụ nó thay thế hẳn cho một phác đồ. Đúng. Ví dụ dùng cái cào mà gạch hai bên cung mày này xuống và hai bên tóc mai này xuống tương đương với bộ dáng. Chỉ cần một thao tác rất đơn giản thôi mà tương đương với một bộ dáng mười mấy huyệt để hạ huyết áp. Như vậy có những cái dụng cụ nó thay thế hẳn cho một phác đồ rồi. Thế nên mình hãy học cái cách sử dụng dụng cụ để nó vừa đơn giản vừa nhanh chóng. Và cái thứ hai nữa mà thầy vừa nhắc chúng ta là mình đã giỏi diễn trần rồi nhưng mà mình cần phải học đến tâm ngôn. Tâm ngôn xây dựng một con người không những mà giỏi về mặt y thuật mà còn giỏi về mặt y đạo nữa, mà đạo đức nữa, cho chúng ta một cái tinh thần sáng suốt và một cái chí hướng, một cái đường hướng nó rõ ràng, đúng không ạ? Thì cái tâm ngôn rất là hay các bạn ạ. Khi mà mình gặp bế tắc hay như mình không có định hướng, các bạn nên đọc tâm ngôn. Tâm ngôn có những câu như tâm bình chí sáng, rồi chọn đường trống mà đi, chọn việc dễ mà làm, nắm chặt bàn tay được 1, mở rộng bàn tay được 10. Tức là nó giúp cho chúng ta, những con người làm diễn trần, xích lại gần nhau hơn và cảm thấy đoàn kết hơn và yêu thương nhau, nhằm tiến tới là xây dựng những cái con người ấy, mà không những mà khỏe mạnh về mặt thể chất mà còn giàu về mặt tinh thần nữa, đúng không ạ? Thì tâm ngôn thực sự là mỗi lần nhắc đến tâm ngôn là mình cảm thấy rất là bồi hồi, vì chính bản thân mình đã được trải nghiệm và chính bản thân mình đã thay đổi được nhờ những câu tâm ngôn của thầy. Và mình rất là háo hức được đón chờ cuốn sách của thầy. Bọn mình đã chờ từ rất lâu rồi. Và bây giờ như này em được chờ đúng xong. Mình đang khổ thầy, thầy nói rằng thầy viết tâm ngôn giống như mà nhà sĩ viết ra từ hay là nhà thơ và xuất khẩu thành thơ. Thì đó là một cái năng khiếu và cái thầy thật sự là những đúc kết những kinh nghiệm đời sống thầy, nhưng mà trong đó nó mọi mặt. Nhưng mà trong đó thầy có nhắc một cái mà học sinh mình nên lưu ý, đó là sự biết ơn, sự lễ phép và đừng có nên kiêu ngạo, tự cho mình là giỏi. Cái đó nó mang cái ngã lớn quá. Mà cái chuyện mình phải nghĩ tới đó là làm cái gì cho xã hội, cho đất nước. Và nếu rộng ra thì phát triển ra thế giới để cùng hưởng một cái
cái vinh dự chung là cái này của dân tộc Việt Nam, chứ đừng có cá nhân quá. Ví dụ như làm gì những người mà thầy nói rằng á, những người mà nghĩ về cái tai nhiều quá thì không nghĩ, mình nghĩ về mình không nghĩ người khác được. Nó có hai cái, con người ta chỉ có thể nhìn đến trước hoặc nhìn ra sau. Chứ còn nếu mà mình nghĩ đến mình nhiều quá hoặc nghĩ đến cái tôi cái nhiều quá thì nó mất cái chuyện khác. Mình lo cho thiên hạ, hoặc là mình học cái tính chim nhận bi, thầy nói là núi cao còn núi cao hơn. Chứ em đừng có kiêu ngạo làm cái gì. Người giỏi có người giỏi hơn. Mình không quan tâm đến cái sự giỏi mà mình quan tâm đến sự giúp đỡ những người khác. Cái đó mới là cái mà mình nên làm. Vì thật sự ra mỗi người giỏi một cách, giỏi một thứ, người này giỏi cái này thì người khác giỏi khác. Chúng ta đừng lấy cái tiêu chí là giỏi mà chúng ta phải lấy tiêu chí là trở nên người tử tế, người sống có tình có nghĩa, để biết ơn người đã giúp mình. Không nhờ cái người đó thì mình có lẽ bây giờ không được như thế này. Cái đó là những bài học ở đời mà trong xã hội rất là cần. Cái đó thầy rất là lưu tâm. Cho nên các bạn làm ơn đọc tâm ngôn của thầy và cuối năm nay đầm tới là ra được cái luôn. Bây giờ thầy làm khoảng gần 2.000 câu rồi. Như vậy là thầy đã vừa nhắc chúng ta rằng sống ở đời á, ngoài những cái kiến thức mà thầy đã truyền dạy chúng ta về y học thì thầy còn cho chúng ta những cái câu chữ, ví dụ như sự trung thực và lòng biết ơn, là những cái điều mà rất cần trong xã hội ngày nay để chúng ta sống tử tế hơn, sống tốt hơn. Thì hôm nay con thực sự là rất là cảm ơn thầy đã cho con những và các bạn ở đây những cái lời dạy rất là quý báu, và con rất mong là được phỏng vấn thầy trong các video tiếp theo ạ. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn Chào các bạn. Xin chào.